Chúng ta nên nói thêm là Elin Chao là con đỡ đầu của Giang Trạch Dân. Để quý vị thấy rằng là cái nòi gia đình James Chao này nó cộng sản như thế nào. Và từ ngày mà nó hợp tác với Tàu Cộng, tài sản lên một cách mạnh mẽ. Theo như tạp chí Forbes cho biết, hiện nay Elin Chao này tài sản lên đến 50 triệu đô la. Đó. Còn riêng McCano tài sản bây giờ có thể lên đến 80 triệu đô la. Nhất là trong thời gian Obama thì công ty Foremost này công khai hoạt động. Và tất cả vấn đề vận chuyển hàng hải ở bên tàu phải qua công ty Foremost. Cho nên chúng ta phải hãnh diện mà nói rằng Donald Trump được Thượng Đế thương yêu. Đến giờ phút nguy kịch nhất thì chúng ta thấy họ lột mặt nạ hết. William Barr cũng là một tên làm ăn với tàu, có cổ phần trong Dominion. Vì thế cho nên lâu nay William Barr không có truy tố Joe Biden, không có truy tố Hunter Biden, và không có truy tố sự gian lận bầu cử. Im thin thít. Để cho tình trạng đến đâu hay đến đó, chỉ có mình Donald Trump quyết định và làm việc. Và phải công nhận Donald Trump là một người hùng cô đơn, như là Tổng thống Ngô Đình Diệm ngày xưa. Khi đang ở trong tu viện thì chính Quốc trưởng Bảo Đại đã đến thăm và mời về chấp chánh, về nước trong cái lúc loạn lạc 12 sứ quân. Vậy mà ơn trên vẫn soi sáng cho ngài để giải quyết miền Nam. Chưa đầy một năm sau, Việt Nam Cộng Hòa trở thành một cái quốc gia gương mẫu cho Á Châu. Ngay cả chính ông Lý Quang Diệu là bố của ông Thủ tướng Lý Hiển Long ở Tân Gia Ba đã từng ca tụng Ngô Đình Diệm và nói rằng ước gì Tân Gia Ba được một phần của miền Nam Việt Nam. Nhưng mà nước chúng ta không được may mắn như Hoa Kỳ. Cho nên Tổng thống Diệm đã bị một lũ thảo khấu giết chết chỉ vì vài triệu đô la của thằng Lucien Conin. Còn Donald Trump nước Mỹ may mắn hơn, giờ này chưa bị giết. Mặc dù Cộng sản đã 5 lần 7 lượt để muốn ám sát Tổng thống Donald Trump. Cho nên đó là một cái điều mà chúng ta hãnh diện, có một Donald Trump cho nước Hoa Kỳ. Thế thì bây giờ chúng ta thấy rằng Donald Trump, từ anh chàng Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đi theo Obama. Bởi vậy Obama, quý vị nhớ cách đây một tháng khi phỏng vấn ở trên chương trình Jimmy của đài truyền hình ABC, gọi là chương trình Saturday Night Live, ông ấy tuyên bố rằng khi mà cái tên Jimmy hỏi Tổng thống à, ở trong tòa Bạch Cung có những cái lỗ hổng, lỗ hem là hang hốc nào mà Tổng thống không biết không? Ông bảo tôi biết hết. Cho nên Donald Trump có rút vào bất cứ cái lỗ nào, tôi cũng sẽ cho quân đội tới để mà áp tải. Donald Trump ra khỏi tòa Bạch Cung. Là vì lúc bây giờ Obama nắm vững trong tay Mark Esper, Bộ trưởng Quốc phòng. Sau câu nói đó, Tổng thống Donald Trump về tống cổ Mark Esper, không cho làm Bộ trưởng Quốc phòng nữa, đưa ông tư lệnh về chống khủng bố, phản gián là ông Chris Miller lên thay làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng. Rồi hai tuần liên tiếp, theo lời khuyến cáo của ông Chris Miller, Tổng thống đã sa thải trên 70 người, chứ không phải là 20-30 người. 70 chức vụ cốt cán của Bộ Quốc phòng. Sau khi hoàn tất, vào ngày 12 tháng 12 vừa rồi, ông đã đích thân bay tới Đại học West Point, là trường võ bị Liên quân Hoa Kỳ nổi tiếng nhất thế giới, chủ tọa một buổi
đấu banh giao hữu giữa lục quân và hải quân Hoa Kỳ. Đây là lần thứ ba ông đã đến chủ tọa buổi giao hữu, nhưng đặc biệt nhất là lần này tháp tùng với ông và đều có sự hiện diện của tất cả những tân chỉ huy, các tướng mới của hải lục không quân của Hoa Kỳ, cùng với ông Bộ trưởng Quốc phòng quyền là ông Chris Miller và ông Cố vấn An ninh Quốc gia. Cho nên quý vị thấy trong cái chuyến đi vừa rồi, 5-7 quốc gia từ Á Châu sang Âu Châu, Phi Châu, ông Robert O'Brien, giám đốc Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Mỹ đã phải ngưng bỏ dở cuộc công du. Đáng lẽ đến thứ Bảy mới kết thúc, mà ngày hôm thứ Ba ông đã về lại Hoa Kỳ, vì sắp sửa có nhiều biến cố quan trọng. Chẳng thế mà ông Linwood, luật sư của Tổng thống Donald Trump, tuyên bố với toàn thể thế giới và Hoa Kỳ, quý vị nên tích trữ lương thực, quý vị nên tích trữ nước uống, tích trữ ga, tích trữ về điện, về pin và radio trong trường hợp có binh biến. Quý vị thấy chưa? Linh Quốc đâu có nói chơi. Là vì đúng theo luật, ông John Ratcliffe là ông giám đốc về an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, ông coi 17 cơ quan an ninh về tình báo, trong đó có cả FBI, có cả CIA, có cả MI, tức là Military Intelligence, là quân báo, có cả đơn vị 8200, ông nắm tất cả tình báo trên địa cầu. Và ông sẽ có một buổi tường trình với Tổng thống. Đúng theo cái luật năm 2018, là 45 ngày sau ngày bầu cử, thì giám đốc tình báo quốc gia phải báo cáo cho Tổng thống nếu có sự xâm nhập kiểm soát của ngoại bang vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ. Chúng ta chưa cần biết rằng là ai cố vấn, nhưng phải hiểu rằng ngày 12 tháng 9 năm 2018, Tổng thống đã ký một cái nghị định là ban hành một cái luật về bầu cử. Nếu như có ngoại bang xen lẫn vào thì tình báo quốc gia phải báo cáo với Tổng thống, từ đó ông sẽ quyết định trừng phạt quốc tế và bắt vô tù những tên nối tiếp, nối giáo cho giặc ở trong nước. Thì cho đến bây giờ chúng ta thấy quá nhiều những tay nối giáo cho giặc. Rồi khán giả có một số bi quan nói rằng, giáo sư à, Cộng sản nó không bao giờ để lại dấu vết. Sai. Cộng sản không qua khỏi cái màn tình báo của Hoa Kỳ. Lâu nay sở dĩ Cộng sản Tàu người ta làm ăn được đút lót tiền bạc là vì Obama hủ hóa, là vì George W. Bush tham lam, nhất là Obama là người muốn chống nước Mỹ, không muốn nước Mỹ là một quốc gia tuyệt vời. Obama muốn đưa Hồi giáo vào Hoa Kỳ. Vì vậy cho nên nước Mỹ mới xuống hố, xuống dốc. Và đến giờ này thì chúng ta thấy quá nhiều những người yêu nước. Tôi cũng lại đưa bằng chứng. Quý vị nhớ tuần vừa rồi, ngày 12 tháng 12, hàng triệu người ghi danh và để đến diễn hành cho chiến thắng của Donald Trump, mà phải dùng đến cái danh từ kinh thánh, Jericho March, nói về cái sự kiện thành Jericho ngày trước trong kinh thánh, nhờ vấn đề đức tin và đã giải quyết được kẻ thù. Rồi trước đó vài tuần là một cuộc diễn hành khác, hàng triệu người theo Donald Trump, trong khi Joe Biden chỉ vài lèo tèo vài chục. Ngay cả đến hôm vừa rồi thứ Sáu, Joe Biden bay đến Georgia để vận động tranh cử cho hai nghị sĩ đảng Dân Chủ, được vào khoảng độ 10 cái xe với vài chục người, đa số là nhân viên của Joe Biden. Mà trong khi kết quả bầu cử lại có 81 triệu người bỏ phiếu cho Joe Biden. Đó là một sự đại lao khoét.
Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng câu chuyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân yêu và xin ơn trên phù hộ chúng ta.